Vào tối 20 tháng 8 giờ Mỹ, Phó Tổng thống Kamala Harris chính thức được phê chuẩn là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ cho cuộc bầu cử tháng 11 tới. Cuộc bỏ phiếu diễn ra tại United Center ở Chicago, Illinois, trong khuôn khổ Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ. Bà Harris và Thống đốc Minnesota Tim Walz, ứng cử viên Phó Tổng thống, không dự đại hội trong ngày 20 tháng 8 do tham gia meeting tại Milwaukee, Wisconsin. Sau khi nhận đề cử, bà Harris nhấn mạnh trong thông điệp video rằng chiến dịch này được thúc đẩy bởi người dân và sẽ lập ra lộ trình mới để tiến về phía trước. Trên thực tế, đại hội toàn quốc chỉ mang tính nghi thức vì bà Harris đã hội đủ phiếu ủng hộ qua bỏ phiếu email và điện thoại đầu tháng 8. Bà Harris sẽ phát biểu trước các đại biểu vào ngày 22 tháng 8. Ở tuổi 59, bà Harris là phụ nữ da màu đầu tiên được chọn làm ứng viên tổng thống của một chính đảng tại Mỹ, trở thành đại diện của Đảng Dân Chủ sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố ngừng tranh cử vào ngày 21 tháng 7.